tháng Giêng năm 1955, lễ duyệt binh mừng chiến thắng đã được tổ chức tại Hà Nội, thủ đô của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Lần đầu tiên sau 9 năm kháng chiến, nhân dân Hà Nội vừa được giải phóng đã được tận mắt nhìn thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh, các nhà lãnh đạo chính phủ và Đảng Lao động Việt Nam. Những bước chân trong hàng quân long trọng và hân hoan đã kết thúc một chặng đường dài đầy gian khổ của quân đội nhân dân Việt Nam. Chặng đường của những chiến công hiển hách, những quyết định sáng suốt và thắng lợi, vượt qua đèo cao, rừng sâu, vượt qua suối sông đầy thác lũ, vượt qua bao gian khổ hy sinh, nhân dân Việt Nam đang vững bước đi trên con đường hòa bình, hạnh phúc và thắng lợi. Đây là quân đội sinh ra trong cuộc đấu tranh vì độc lập tự do và thống nhất của dân tộc Việt Nam, quân đội của hòa bình. Armia Mira. Trong cuộc diễu hành của những người lao động có giai cấp công nhân Việt Nam quang vinh được tôi luyện trong lò lửa đấu tranh chống áp bức, có những người nông dân xuất thân từ những làng quê Việt Nam vừa được giải phóng, có những người con đại diện cho các dân tộc anh em sinh sống trên đất nước Việt Nam. Đã qua rồi những năm tháng phải sống riêng xiết dưới ách thực dân, những năm tháng dưới họng súng quân xâm lược, những năm tháng chiến đấu với niềm tin vào ngày giải phóng tươi sáng. Nhân dân hân hoan vui mừng trong ngày nắng đẹp ấm áp. Hân hoan như họ không thể quên được quá khứ khi họa xâm lăng ập xuống mảnh đất thân yêu. Khi ngọn lửa bom napalm Mỹ thiêu trụi xóm làng, khi bánh xích xe tăng thực dân giày xéo trên đất nước, những mái nhà tranh của người dân không gì bảo vệ đã bị thiêu cháy. Cả đất nước Việt Nam cũng rực cháy. Sự kiện bắt đầu từ ngày 19 tháng 12 năm 1946. Hành động đầu tiên của quân xâm lược là đánh chiếm thành phố Hà Nội, thủ đô của nước Cộng hòa Nhân dân non trẻ. Chúng lùa dân nước vào song sắt. Nhưng chính chúng, dù có lẩn trốn ở đâu trong các lô cốt kiên cố hay được bảo vệ sau hàng rào dây thép gai, thì cũng không thoát khỏi sự trừng phạt của cả một dân tộc anh hùng không bao giờ chịu khuất phục. Hàng rào dây thép gai, lô cốt bê tông đã trở thành biểu tượng của chính quyền thực dân. Cùng với bè lũ tay sai của chúng là bọn địa chủ cường hào gian ác đã gây cho người nông dân Việt Nam biết bao nhiêu nỗi thống khổ trên mảnh đất của họ, trói buộc họ từ thế hệ cha đến thế hệ con.
với ách nô lệ thực dân, không chỉ đất đai, nguồn nước và tất cả nguồn tài nguyên khác đều thuộc về bọn địa chủ phong kiến, mà ngay cả cuộc sống sinh tử của các bần cố nông Việt Nam cùng gia đình họ cũng bị lệ thuộc vào chúng. Dường như cả ánh thái dương, cả bầu trời trong xanh, thậm chí cả những cánh cỏ trắng trao lượn trên những cánh đồng lúa cũng là của chúng. Bọn thực dân và địa chủ cường hào, lô cốt và dây thép gai. Đông Dương, 80 năm trước, thực dân Pháp đã chiếm đóng miền đất giàu có của Đông Nam châu Á này. Bán đảo Đông Dương gồm ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Nhân dân ba nước Đông Dương luôn luôn kề vai sát cánh bên nhau trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Phía Bắc Việt Nam giáp nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Phía Đông và Tây là vịnh Bắc Bộ và Biển Đông. Dân số Việt Nam 23 triệu người. Dân tộc Việt Nam có một lịch sử lâu đời. Những di tích này đã chứng kiến nhiều cuộc chiến tranh nhân dân giành độc lập. Những di khảo cổ này là những biên niên sử ghi lại công trạng hiển hách của các anh hùng dân tộc, những người đã lãnh đạo nhân dân đứng lên khởi nghĩa, chống ngoại xâm và xây dựng quê hương. Trên những kiến trúc từ xa xưa còn lưu giữ được các họa tiết, tượng hình tinh xảo thể hiện chiều sâu của một nền văn hóa dân tộc Việt Nam. Văn Miếu, Quốc Tử Giám, Hà Nội có trên 80 tấm bia đá. Người ta đã khắc tên của những người đỗ đạt các học vị cao trong những kỳ thi từ thế kỷ 13 đến thế kỷ 15, được lưu giữ từ đời này sang đời khác. Người nông dân Việt Nam lao động cần cù nhẫn nại trên cánh đồng. Họ bỏ bao công sức gieo mạ cấy lúa, làm cỏ, chăm bón cho từng cây lúa để có mùa màng. Ở Việt Nam, nông dân vẫn còn sử dụng một hệ thống thủy nông cổ xưa để dẫn nước về đồng. Thiên nhiên hào phóng với đất nước này, chuối quanh năm cho quả. Những quả chuối này được chở đi và bày bán rất rẻ ở các chợ nước Pháp. Nó có xuất xứ từ tỉnh Phú Thọ. Vụ thu hoạch dứa bắt đầu từ tháng 5. Mùi vị thơm ngon của trái thơm vùng nhiệt đới được nhiều nước trên thế giới biết đến. Bằng các lá cọ trong rừng, người ta làm ra những chiếc nón đội đầu, che mưa, che nắng. Việt Nam nổi tiếng với những đồn điền cà phê. Giống như cao su, cà phê Việt Nam đã mang lại những nguồn lợi kích xù cho bọn thực dân, chủ đồn điền. Nhiều vùng đất đai cũng được dành cho các đồn điền trồng cam và các loại trái cây khác. Những cây dừa trông tuyệt đẹp. Từ thuở ấu thơ, những người nông dân đã quen với việc trèo lên cây dừa cao để hái quả.
Trái dừa cho nước thơm mát, dịu ngọt, được người dân bản xứ dùng làm nước giải khát. Hoa sen trong các án văn thơ được ngợi ca về sự tinh cao, thanh cao như tâm hồn của dân tộc Việt Nam. Việt Nam được mệnh danh là đất nước của miền rừng nhiệt đới. Rừng bao phủ một diện tích lớn. Các tay thợ săn dày dặn kinh nghiệm đã giúp đoàn làm phim chúng tôi được chiêm ngưỡng đời sống hoang dã trong rừng sâu và ghi lại những thước phim quý giá này. Trong các vùng rừng ở miền Trung Việt Nam còn có các loài voi rừng trú ngụ, có rất nhiều loài khỉ. Con chăn dài 4 mét này cũng là một loài vật thường bắt gặp trong những cánh rừng của Việt Nam. Từ phương Bắc, những bè nứa được chuyển về đồng bằng vùng châu thổ sông Hồng. Vùng đất này có rất nhiều sông suối, thác gành. Ở đâu ta cũng gặp những dòng sông chảy hiền hòa. Thấp thoáng những con thuyền nan nhỏ bé. Sông Hồng là con sông lớn nhất miền Bắc Việt Nam. Nước sông màu đỏ mang nặng phù sa từ thượng nguồn đổ về xuôi. Ai đã từng ngắm nhìn vẻ đẹp của đất nước này, người đó không thể nào quên phong cảnh miền Nam. Nó khác hẳn với miền Bắc. Khí hậu nơi đây quanh năm nóng, làm ta nhớ đến những mùa hè oi ả, nóng nực của miền Bắc. Trên những cánh đồng phì nhiêu trải rộng hai bên bờ dòng sông, nông dân trồng lúa nước. Lúa gạo là nguồn sống chính của đất nước này. Biển Đông ấm áp bao bọc bờ biển Việt Nam suốt từ Bắc xuống Nam. Đêm hè, những cơn gió mát từ biển thổi vào, đem theo sự mát mẻ và êm ả cho vùng đất nhiệt đới trù phú này. Đây là cây đa cổ thụ đứng sừng sững trong một khu rừng già ở vùng núi phía Bắc Việt Nam. Nhiều áng thơ ca đã viết về cây đa lịch sử này. Hơn 10 năm trước, chính dưới bóng cây đa này, người thầy giáo trẻ là Võ Nguyên Giáp, theo sự phân công của Đảng, đã thành lập một đơn vị vũ trang nhỏ. Đến tận mùa hè năm 1949, những khẩu súng chiến lợi phẩm thu được của địch vẫn là những thứ rất hiếm, nhưng họ đã thực sự là một đội quân bách chiến bách thắng. Dưới lá quân kỳ phấp phới bay, nhiều tiểu đoàn, trung đoàn lớn mạnh, lực lượng vũ trang thân yêu của nhân dân vẫn chiến đấu và ngày một lớn mạnh hơn. Những binh đoàn bộ binh cơ động luôn là nỗi khiếp sợ đối với quân xâm lược. Những nơi mà quân xâm lược bị sa lầy, ngoi ngóp trong cái nóng oi bức nhiệt đới thì cũng chính là nơi bộ đội Việt Nam dễ dàng di chuyển vượt qua mọi khó khăn. Mặt trời chiếu sáng trên đầu họ, họ đi trên mảnh đất của cha ông, vượt qua mọi trở ngại khi hành quân trong núi rừng hiểm trở. Bộ đội Việt Nam bất ngờ tấn công địch tại ngay các cứ điểm chúng coi là bất khả xâm phạm. Vũ khí thu được của địch không có đường đi trong rừng rậm. Trên những đôi vai, cánh tay, hàng trăm km qua suối sâu đèo cao. Chủ nghĩa anh hùng không chỉ thể hiện trong trận mạc, mà còn thể hiện trong lao động quên mình phục vụ chiến trường, trở thành chiến công chung của cả một dân tộc đang chiến đấu. Hãy
không thể nào quên được những cuộc hành quân hàng trăm km, những đêm tập kích luồn sâu vào vùng địch hậu ở đồng bằng. Sát cánh cùng chiến đấu với quân chủ lực là các đội dân quân du kích, họ cùng chiến đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đảng Lao động Việt Nam là người lãnh đạo tổ chức các lực lượng vũ trang nhân dân, những người chỉ huy được tôi luyện trong chiến đấu, dày dạn kinh nghiệm, lãnh đạo các đội du kích quân tiến hành cuộc chiến tranh nhân dân. Nhân dân được trang bị khí giới, mỗi người dân trở thành một chiến sĩ, không phân biệt nam, nữ, già, trẻ. Xuất hiện nhiều lối đánh du kích độc đáo. Những mũi trông nhọn hoắt, những bàn trông đặt trên miệng hố như để bẫy thú. Và những khối thuốc nổ chôn trên đường, tất cả đều là vũ khí chống quân thù, kể cả những cây tre mọc bên đường. Các đội quân du kích đã biến làng xóm của mình thành những chiến lũy chống kẻ thù. Họ đào hào, đắp lũy thành vành đai bảo vệ làng xóm. Vì Tổ quốc, họ sẵn sàng chiến đấu hy sinh tới hơi thở cuối cùng. Trong cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam, đã xuất hiện nhiều hệ thống các đường hầm hào sâu trong lòng đất. Quân du kích đột nhiên biến mất, rồi họ lại chui ra từ lòng đất ở một chỗ khác, từ đó giáng cho địch những đòn chí mạng bất ngờ. Ngạn du kích quân truy đuổi quân xâm lược ở khắp mọi nơi, mỗi khi chúng rời khỏi hang ổ lô cốt. Những trận đánh nhỏ góp phần làm tan rã hàng ngũ địch. Đối với chúng, chỉ có con đường sống cuối cùng là đầu hàng và chấp nhận làm tù binh. Những trận đánh liên tiếp của du kích đã làm nổ tung nhiều đoàn xe lửa chở xăng dầu và vũ khí Mỹ tiếp tế cho thực dân Pháp. Nhà quay phim Việt Nam Quang Huy đã dũng cảm quay được những thước phim hiếm có này ngay trong hậu phương của địch. Nước sông Hồng đã nhiều lần cuốn xác quân thù. Trên hai bờ sông, bộ đội Việt Nam đã đánh nhiều trận, làm cho địch thiệt hại nặng nề. Từ những rừng cây kín đáo, hàng trăm chiếc thuyền nan xung trận dưới bàn tay điều khiển của những người nông dân. Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ngày càng giành được nhiều thắng lợi, ngọn lửa chiến tranh nhân dân ngày càng rực sáng. Quân đội nhân dân Việt Nam đã chiếm ưu thế trên chiến trường, súng Đại Bác dội bão lửa lên đầu thù. Các lực lượng vũ trang cùng nhân dân đã hợp sức tấn công những cứ điểm lớn và kiên cố của địch.
Chiến tranh có ác liệt mấy cũng không thể dập tắt được lời ca, tiếng hát, những bài dân ca quan họ. Những bài hát của quê hương thân yêu đã đi cùng các chiến sĩ trên khắp nẻo đường hành quân. Tiếng Đại Bác gầm không thể át nổi lời ca tiếng hát của những nghệ sĩ mặc áo lính. Điệu múa xòe của dân tộc Thái các thiếu nữ Thái thon thả như búp măng và xinh đẹp như bông sen. Điệu múa sạp của dân tộc Mường tưng bừng và mạnh mẽ. Các nghệ sĩ văn công quân đội cũng phải vượt qua mọi gian khổ trong các cuộc hành quân như những người lính thực thụ. Rừng núi Việt Bắc, đây là nơi tập trung các cơ quan lãnh đạo đầu não của cuộc kháng chiến dưới làn mưa bom báo đạn của kẻ thù. Những người công nhân Hà Nội đã di chuyển cả nhà máy xí nghiệp của mình lên chiến khu. Họ đã đi hàng trăm km, lần theo đường mòn trong rừng, vác trên vai những kiện hàng quý. Họ hạ cây, dọn rừng để tạo mặt bằng xây dựng công xưởng, lán trại. Cả khu rừng yên tĩnh được khuấy động bởi những hoạt động nhộn nhịp của những người lên chiến khu tham gia kháng chiến, khiến cả chúa Sơn Lâm cũng bị kinh động, phải rời khỏi lãnh địa của chúng và nhường chỗ cho con người. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Việt Nam quang vinh, trong những năm kháng chiến, giai cấp công nhân Việt Nam đã xây dựng được một nền công nghiệp quốc phòng. Nhà máy sản xuất vũ khí trong rừng sâu là một chiến tích kỳ diệu trong lao động. Thank you.
Người kỹ sư tài năng Trần Đại Nghĩa chính là một trong những người sáng lập ra các nhà máy quốc phòng đầu tiên của Việt Nam. Ông xứng đáng được nhận danh hiệu anh hùng lao động. Cùng với tập thể công nhân, ông đã thiết kế, chế tạo ra hàng loạt vũ khí mới. Súng bazooka dễ mang vác này là loại vũ khí rất được các chiến sĩ ưa chuộng. Nếu địch phát hiện ra địa điểm của công binh xưởng, những người thợ lại tháo dỡ, mang vác máy móc trên vai sơ tán tới địa điểm mới để tiếp tục sản xuất vũ khí. Năm tháng sẽ qua đi, bóng cây, cỏ dại sẽ phủ kín những công binh xưởng cũ, nhưng đây mãi mãi sẽ là những nơi đáng ghi nhớ trong tâm trí của mọi người. Nước chảy của những con sông suối chính là động lực giúp cho nhà máy giấy hoạt động trong rừng. Nguyên liệu dùng để làm ra giấy là bột tre. Những chiếc máy cồng kềnh nặng nề này đã được tháo rời vận chuyển lên đây bằng những đôi vai trần. Đất nước cần giấy để in sách báo, tranh cổ động và sách giáo khoa. Quân chiếm đóng thực dân và tay sai không đời nào chú ý tới phát triển công nghiệp giấy. Chúng nhập giấy từ bên ngoài, nhưng nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa non trẻ đang đấu tranh giành độc lập lại rất cần có công nghiệp giấy. Hang động cũng trở thành công xưởng sản xuất. Tại in sách báo, sách giáo khoa, làm vở học sinh để cung cấp cho trẻ em, người lớn ở các vùng tự do. Cả nước đi học. Các cậu bé, cô bé này là học sinh lớp 7. Sau những buổi học, chúng tham gia sửa chữa cầu đường bị máy bay địch đánh phá, làm hỏng. Ngồi học không chỉ có những đứa trẻ mà có cả những người lớn tuổi. Trí thức Việt Nam cống hiến tất cả kiến thức của mình cho nhân dân. Phong trào bình dân học vụ trong những năm kháng chiến đã phát triển với quy mô rộng khắp. Trước cách mạng, chỉ có con của địa chủ phong kiến, con em tư sản mới có quyền được học hành. Trong những năm kháng chiến, có 14 triệu người đã thoát khỏi nạn mù chữ. Họ đã biết đọc, biết viết. Các trường đại học cũng được mở trong rừng và đi vào hoạt động. Đây là các phòng học, giảng đường của Đại học Y. Nó được dựng lên bằng tranh tre nứa lá. Các sinh viên và giáo sư thoát ly từ Hà Nội đã bị chiếm đóng, đến đây để tham gia kháng chiến. Họ đã ở 8 năm trong rừng. Giáo sư Hồ Đắc Di, hiệu trưởng trường Đại học Y Khoa, giảng bài trên giảng đường. Nhà phẫu thuật nổi tiếng, giáo sư Tôn Thất Tùng tiến hành một ca mổ phức tạp. Trường Y Khoa có 800 sinh viên, phần lớn trong số họ đã kinh qua các khóa thực tập ở chiến trường. Trên giấy phân công công tác sau khi tốt nghiệp mà nhà trường cấp cho sinh viên là dòng chữ ra mặt trận. Đây là phòng thí nghiệm của bác sĩ Đặng Văn Ngữ. Quân đội đang thiếu thuốc men, nhất định phải tìm ra cách chế ra thuốc kháng sinh penicillin. Ngay ở trong rừng, các nhà khoa học Việt Nam đã nghiên cứu thành công cách điều chế thuốc penicillin từ hạt ngô.
hàng nghìn bệnh binh nặng đã được cứu sống. Các sinh hoạt văn hóa sôi nổi cũng diễn ra trong chiến khu Việt Bắc. Ở đây ta có thể gặp họa sĩ nổi tiếng Sĩ Ngọc, giáo sư Trần Văn Cần, hiệu trưởng trường mỹ thuật, đang hoàn thành bức tranh cổ động lớn. Các họa sĩ còn trưng bày các tác phẩm vừa sáng tác ở những nơi kề sát với mặt trận. Những bức tranh tuyên truyền cổ động này khiến ta nhớ lại phong trào vẽ tranh cổ động ở Liên bang Xô Viết, thời kỳ chiến tranh vệ quốc. Nhà máy in trong rừng đã in sách báo với số lượng lớn. Báo Nhân dân, cơ quan trung ương của Đảng Lao động Việt Nam, Báo Cứu Quốc, cơ quan của mặt trận, những tờ báo mới in được chuyển ngay ra mặt trận tới các địa phương xa xôi và vào tận vùng địch hậu. Báo đăng lời kêu gọi kháng chiến của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nêu gương chiến công của Du Kích, kể về cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình. Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, các cơ quan chính phủ, tòa soạn các tờ báo, các đoàn thể quần chúng của mặt trận đều làm việc ở chiến khu trong rừng sâu. Đồng chí Trường Chinh, Tổng Bí thư của Đảng, đang họp với các đồng chí cán bộ đảng viên. Trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt, chính phủ kháng chiến của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thống nhất điều hành đất nước. Chính phủ đại diện cho các đảng phái chính trị khác nhau, cùng tất cả các lực lượng yêu nước, cùng hướng tới một mục đích là đất nước thống nhất, độc lập, dân chủ. Căn nhà làm bằng gỗ nứa trong rừng này được đồng chí Hồ Chí Minh gọi đùa là phủ chủ tịch. Nhiều căn nhà nhỏ bằng gỗ nứa như thế đã được dựng lên làm chỗ ở và chỗ làm việc cho các cơ quan chính phủ trong thời kỳ kháng chiến. Đó cũng là nơi ở và làm việc của vị chủ tịch nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh bàn việc nước, việc quân với những người đồng chí của mình, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng. Hồ Chủ tịch tuy tuổi đã cao, những người vẫn làm việc không biết mệt mỏi, đi bộ hàng nghìn km đường rừng trong suốt thời kỳ kháng chiến. Người gặp gỡ bà con nông dân, tìm hiểu cuộc sống, nhu cầu và những ước muốn của họ. Để tiến hành cải cách ruộng đất, Đảng đã cử các đảng viên ưu tú, các cán bộ giàu kinh nghiệm, các nhà tổ chức về các vùng nông thôn để giác ngộ, vận động quần chúng theo Đảng. Đề ra khẩu hiệu ba cùng, có nghĩa là cùng ăn, cùng ở, cùng làm với dân.
Phải giải thích cho nông dân hiểu rõ con đường đi lên cách mạng mà Đảng đã chỉ ra. Cuộc cải cách ruộng đất được phát động sẽ chấm dứt vĩnh viễn sự bần cùng khốn khổ ở nông thôn Việt Nam. Luật riêng của bọn thực dân địa chủ cường hào đã biến người nông dân lao động trên đồng ruộng đời đời kiếp kiếp chỉ làm nô lệ. Điều đó không thể tồn tại nữa. Gió cuốn đi khắp bốn phương, cho tàn của những văn tự nợ nần cầm cố bị thiêu hủy. Cuối cùng, ngày hội lớn mong chờ đã lâu của người nông dân đã đến, đó là ngày chia ruộng đất của địa chủ cho dân cày. Cuộc sống mới hòa bình, tự do, lao động và công lý đã mở ra cho người nông dân Việt Nam. Kể từ đây, ruộng đất đã thuộc về người lao động, chính ruộng đất mà họ đã từng oằn lưng trong suốt đời làm nô lệ. Chế độ phong kiến thật tàn nhẫn, nhưng kể từ nay, ruộng đất vĩnh viễn là của anh, của nhân dân, là nguồn vui và sức mạnh. Trong lúc chiến tranh đang diễn ra ác liệt, người nông dân nghèo đã thực sự trở thành người chủ trên cánh đồng của họ. Lần đầu tiên trong đời, con trâu này là của mình. Lúa lên xanh dần, đơm bông kết hạt trên những cánh đồng mới được chia. Mảnh đất này quyết không để kẻ thù giày xéo. Để giúp kháng chiến thắng lợi, mỗi thôn làng đã thành lập đội dân công hỏa tuyến. Chính những đội dân công này đã hình thành, tập trung lực lượng vào lòng chảo Điện Biên, mọi đường vận chuyển đều hướng lên vùng rừng núi Điện Biên Phủ. Bộ đội dùng sức người kéo pháo vượt đèo cao. Bộ chỉ huy chiến dịch lãnh đạo là các vị tướng lĩnh nổi tiếng trong trận mạc. Những con người trung thành của Đảng đã trưởng thành trong đấu tranh giành độc lập cho nước nhà. Trường học nghệ thuật quân sự của họ chính là thực tiễn hoạt động cách mạng trong bí mật, là nhà tù đế quốc với những lần vượt ngục, là rất nhiều trận đánh và kinh nghiệm tổ chức chiến tranh du kích. Tổ quốc tin cậy giao phó cho họ quân đội và quyền quyết định trên mặt trận. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, là Tổng Tư lệnh. Tướng Văn Tiến Dũng là Tổng Tham mưu trưởng. Kế hoạch quân sự của Nava, Tổng Chỉ huy Quân đội Viễn chinh Pháp ở Đông Dương, là tiêu diệt nhanh toàn bộ quân chủ lực của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Nhưng tác giả đích thực của kế hoạch này là các chiến lược gia ở bên kia đại dương. Tâm điểm của kế hoạch Nava là Điện Biên Phủ, nơi quân Pháp tập trung lực lượng chủ lực tinh nhuệ và cơ động nhất. Một đội quân được trang bị đến tận răng các loại vũ khí, khí tài quân sự của Mỹ. Kế hoạch Nava nhất định phải phá sản trước sức mạnh tấn công của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Trận Điện Biên Phủ là thắng lợi rực rỡ của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, là tột cùng của niềm vui hân hoan còn đọng lại mãi trong trái tim của hàng triệu chiến sĩ đang đấu tranh cho hòa bình trên toàn thế giới. Những đội quân lính dù, niềm kiêu hãnh và hy vọng của thực dân Pháp, Nava cùng toán lính Lê Dương, từ tướng tá, sĩ quan đến binh lính đều phải ra hàng và bị bắt làm tù binh. Trong hầm sở chỉ huy này, De Castri, Nava, chỉ huy tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ đã buộc phải đầu hàng và bị bắt làm tù binh. Những chiếc xe tăng do máy bay Mỹ chở tới Điện Biên Phủ sẽ nằm mãi trên bãi chiến trường ngổn ngang này. Những chiếc máy bay này cũng sẽ không bao giờ trở về sân bay nơi chúng cất cánh đi. Những kẻ lái súng bên kia đại dương điên đầu với những chuyến hàng quân sự này được chở đến đây để trang bị cho quân đội nhân dân Việt Nam. Chúng tỏ ra rất hào phóng khi ngửi thấy mùi máu và lợi nhuận, nhưng những con mài của chúng đã bị loại bỏ. Ngay cả bản hướng dẫn của Bộ Quốc phòng Mỹ với chữ ký của tướng Hussein cũng không giúp cứu vãn được tình thế. Những người lính Việt Nam đang điều khiển những chiếc xe tăng còn nguyên vẹn được kẻ thù gửi tặng. Bà con các dân tộc sinh sống trên mảnh đất này đã hân hoan chào đón những người lính giải phóng. Người lính Pháp đã hiểu ra rằng anh ta chỉ là một quân lính đánh thuê. Anh ta đã thấy lòng khoan dung độ lượng của những người chiến thắng, của những người chiến đấu vì chính nghĩa. Quỷ tha ma bắt cuộc chiến tranh bẩn thỉu này. Những người lính Pháp, những người lính Phi Châu bị lừa gạt và bị lừa tới đây từ những xứ sở thuộc địa Pháp đã nói như vậy trong một cuộc gặp với các tù binh chiến tranh ở Điện Biên Phủ. Chỉ tới giờ, khi đã là tù binh, tướng De Castri mới thừa nhận rằng cả nhân dân Pháp và nhân dân Việt Nam đều không muốn chiến tranh, rằng phải nhanh chóng chấm dứt ngay chiến tranh. Hàng triệu người Pháp chân chính đã đấu tranh nhiều năm cho một nền hòa bình ở Việt Nam. Họ là những người lao động, trí thức, những người cộng sản, những người dân chủ nước Pháp. Những chiếc xe tăng trên bến cảng không bao giờ còn được xếp lên tàu.
nhân dân yêu chuộng tự do của Pháp đã hô vang, phản đối sự can thiệp của Mỹ, làm thổi bùng ngọn lửa chiến tranh. Cảnh sát không đàn áp nổi phong trào đấu tranh của nhân dân Paris trong một nền hòa bình. Vì danh dự của nước Pháp, những người con ưu tú của nhân dân Pháp đã lên tiếng đòi hòa bình ở Việt Nam. Đà đảo chiến tranh phi nghĩa, đó chính là tiếng nói của nhân dân các nước trên thế giới, trong đó có nhân dân Liên Xô, nhân dân Trung Quốc. Genève, ngày 21 tháng 7 năm 1954. Hội nghị bộ trưởng ngoại giao của một số nước có liên quan đã được tiến hành nhằm mục đích lập lại hòa bình ở Đông Dương. Các lực lượng hòa bình thế giới do Liên Xô đứng đầu đã đạt được thắng lợi quan trọng. Nhân dân Việt Nam đã giành được chiến thắng và hòa bình. Trên chiến khu, trong rừng sâu, họ đã đúc súng đạn, in sách báo, họ đã tiến công tiêu diệt lô cốt địch, và họ đã học đọc, học viết. Hòa bình đã đến với mảnh đất bị chiến tranh tàn phá. Hãy để bạo ngược và bất công vĩnh viễn biến khỏi mảnh đất Việt Nam. Tại những nơi trước kia quân chiếm đóng biến thành hoang mạc, cỏ dại phủ kín, thì hôm nay cuộc sống tự do, lao động và hòa bình đang sinh sôi. Những tiếng mìn nổ phá hủy các lô cốt bê tông là tiếng pháo hoa chào mừng chiến thắng. Trong những ngày này, tuân theo Hiệp định Genève, quân đội Pháp phải rút khỏi thủ đô Hà Nội. Trong thời gian rút quân khỏi thành phố, chính quyền Pháp đã ban bố lệnh thiết quân luật. Chụp ảnh lần cuối để giữ kỷ niệm về Hà Nội. Không để binh lính Pháp và bộ đội Việt Nam phải đổ máu thêm trên các cửa ngõ và tiếp quản thành phố là thắng lợi có tính thuyết phục của các lực lượng gìn giữ hòa bình. Các đoàn xe rút quân đi qua cầu Long Biên, bắc qua sông Hồng. Việc tiếp quản thủ đô đã diễn ra dưới sự giám sát của một ủy ban quốc tế gồm các thành viên Ấn Độ, Canada, Ba Lan. Ngày 9 tháng 10 năm 1954, các đội tuần tra bảo vệ đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam đã vào thành phố thay thế cho binh lính Pháp tại các điểm trọng yếu. Các sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam thay thế cho sĩ quan Pháp ở đồn chỉ huy.
lính Pháp rời khỏi trạm gác tại phủ toàn quyền Đông Dương, thay vào vị trí đó là chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam. Tòa nhà ngân hàng Đông Dương, lính gác thay thế cho nhau tại nhà máy nước thành phố, ga Hàng Cỏ. Công nhân đầu máy xe lửa Hà Nội đã liều chết giấu những bộ phận quan trọng nhất của đầu máy để quân chiếm đóng không thể lấy đi được cả đoàn tàu. Công nhân Hà Nội ngăn cản không cho lấy đi máy móc thiết bị của nhà máy điện và các nhà máy xí nghiệp khác trong thành phố. Ở ngoại ô thành phố, các công nhân đã cất giấu các dụng cụ thiết bị quan trọng trong thành phố chuyển ra. Các dụng cụ y tế, thiết bị của bệnh viện thành phố đã được đóng gói để chuẩn bị chuyển vào Nam, song tất cả đã được giữ lại vào giờ chót. Mắt. Ngày 9 tháng 10 năm 1954, 16 giờ 30 phút, đội tuần tra cuối cùng của quân đội Pháp đi qua cầu Long Biên rút ra khỏi Hà Nội. Chúng ra đi vĩnh viễn. Hà Nội tự do. Nhân dân đã có thể hít thở tự do hát bài hát của mình và tự do cười rạng rỡ hạnh phúc. Nhân dân Hà Nội hân hoan chào đón đoàn quân thân yêu tiến vào thành phố. Từ cửa ô phía Tây, Trung đoàn Thủ đô tiến vào Hà Nội. Tên gọi hãnh diện đó được đặt cho trung đoàn đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trung đoàn Thủ đô được thành lập từ các đơn vị, khu phố và các huyện. Họ đã chiến đấu bảo vệ thành phố đến những viên đạn cuối cùng. Anh hùng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung đoàn trưởng Nguyễn Quốc Trị. Con đường chiến đấu của người lính thủ đô là con đường thắng lợi của quân đội nhân dân, của dân tộc Việt Nam. Dù chiến đấu trên chiến trường nào, ở đâu, những người lính của Trung đoàn Thủ đô luôn tin rằng nhất định sẽ có ngày họ trở về thủ đô yêu dấu. Những người bạn cũ gặp lại nhau, họ phải xa nhau trong chiến tranh, mỗi người một đơn vị. Họ đã chiến thắng vì tất cả họ đều căm ghét chiến tranh. Phố phường Hà Nội tưng bừng trong ngày hội lớn, ngày hội của chiến thắng, ngày hội toàn thắng của ý chí sắt đá, của tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Trái tim mỗi người dân tràn ngập trong niềm tự hào về quân đội quang vinh, về những người lính dũng cảm, trẻ trung của đất nước. Những lời ca về những người lính đã hy sinh vì Tổ quốc, vì tương lai tươi sáng của nhân dân sẽ còn vang mãi. Hà Nội những giờ phút đầu tiên sau giải phóng, thành phố bắt đầu sống một cuộc sống thanh bình và sôi động. Chúng ta đang chứng kiến một Hà Nội như thế này. Thế mà vào đúng thời điểm đó, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ loan tin rằng thủ đô Việt Nam vắng tanh bóng người, rằng thành phố không có điện nước, dân chúng thì đói khát. Trên đường phố là cảnh hoang vắng, chỉ có tiếng bước chân quân đội đi tuần tra. Vâng, chỉ mới 2 ngày trước tình hình đúng là như thế. Khi đội quân xâm lược còn chiếm giữ Hà Nội, còn hôm nay thì phải nói rằng chưa bao giờ Hà Nội vui và sôi động như thế, chưa bao giờ Hà Nội lộng lẫy đến thế.
Những người chiến sĩ này đã cống hiến tất cả tuổi thanh xuân của mình cho cuộc kháng chiến cứu nước. Trong cuộc hành quân lên Chiến Hào, trong các trận đánh, có ai trong số họ lại không mơ ước đến ngày hòa bình, mơ ước được đi học và mơ ước đến những giảng đường đại học? Các trường học ở Hà Nội đã mở cửa ngay sau ngày giải phóng. Một năm học mới lại bắt đầu. Bác sĩ Đặng Văn Ngữ, trong thời kỳ kháng chiến, chúng ta đã gặp ông trong rừng, nơi ông dồn chí cho thuốc kháng sinh penicillin cùng hạt ngô. Các nhà khoa học Việt Nam trở về phòng thí nghiệm khang trang hơn. Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, trong thời kỳ chiến tranh đã ứng dụng thành công phương pháp của nhà bác học Liên Xô Filatov. Nếu khi đó ở trong rừng, ông đã có chiếc tủ lạnh, chắc chắn ông đã đạt kết quả rực rỡ hơn. Trên chiến khu, các họa sĩ đi theo kháng chiến đã từng mơ ước đến ngày thủ đô thân yêu sẽ được chiêm ngưỡng các tác phẩm của họ. Ước mơ đó đã thành hiện thực. Trên đường phố Hà Nội, người ta đã tổ chức một cuộc triển lãm tranh được sáng tác trong kháng chiến. Tác giả của những bức tranh này là cố họa sĩ Tô Ngọc Vân, người đã anh dũng hy sinh khi chiến tranh gần kết thúc. Đây là những bức ký họa cuối cùng để trong chiếc cặp mà ông dùng ngoài mặt trận. Một số đồng bào và cán bộ chiến sĩ miền Nam tập kết ra miền Bắc. Đồng bào đồng chí miền Nam được đón tiếp nồng hậu khi đặt chân lên miền đất tự do của Tổ quốc. Một nửa đất nước từ vĩ tuyến 17 trở vào vẫn chưa được giải phóng. Ở đó ánh thép của vũ khí Mỹ vẫn ngự trị. Ở đó người ta làm mọi cái để phá hoại hiệp định hòa bình đã được ký kết ở Geneva. Biết bao người bị giam cầm, tù đầy trong các trại tập trung và nhà tù. Biết bao người bị giết hại, bị đầy đọa sau bức tường trại giam. Thành kính tưởng nhớ đến những người đã hiến dâng đời mình cho độc lập tự do của Tổ quốc. Với lòng biết ơn sâu sắc, nhân dân Việt Nam kính cẩn nghiêng mình trước vong linh những người đã hy sinh cho cuộc kháng chiến. Họ sẽ còn sống mãi trong tâm khảm của những người dân Việt Nam, những người đã chiến đấu và chiến thắng. Những cây lúa đã trổ bông, chín vàng trên mảnh đất đã thấm máu đào của biết bao người con ưu tú. Đất nước thu hoạch vụ mùa đầu tiên trong cuộc sống mới hòa bình. Bàn tay của người nông dân cầm súng khát khao trở lại với công việc đồng áng trong lao động thanh bình.
Từ đây lúa chín không phải trở về sân nộp cho địa chủ nữa. Không đứa trẻ nào sẽ còn phải chịu đói, chịu kiếp làm nô lệ. Chiến tranh kết thúc, đất nước sẽ chăm sóc bảo vệ chúng. Nhân dân không tiếc bất cứ thứ gì dành cho con em, những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Nhân dân xây dựng cuộc sống mới với tinh thần lao động hăng say, sáng tạo. Hàng nghìn nông dân đã tham gia khôi phục các công trình thủy lợi bị chiến tranh tàn phá, để từ nay nhất quyết không chịu cảnh hạn hán, ngập lụt. Nhà máy điện hoạt động cần có than. Trong các hầm mỏ của chế độ cũ để lại, công nhân vẫn lao động thủ công. Nhưng sẽ tới ngày máy móc làm việc thay con người để khai thác tài nguyên giàu có của đất nước. Khôi phục đường sắt là một công trình của toàn dân. Trong kháng chiến, những người dân yêu nước đã đào phá đường tàu, tháo dỡ tà vẹt đường ray và đem dìm xuống nước ao hồ để cắt ra làm các vũ khí tự tạo. Đường sắt mới vô cùng cần thiết cho công cuộc tái thiết đất nước, nối liền Việt Nam với các nước bạn bè. Toàn bộ công sức của nhân dân dồn cho xây dựng, lao động hòa bình. Đại hội toàn quốc Mặt trận dân tộc khai mạc tại thủ đô Hà Nội. Mặt trận là nền tảng vững chắc của chế độ, của nền dân chủ Cộng hòa. Mặt trận gồm đầy đủ đại diện các đảng phái, các tổ chức xã hội và các đoàn thể của các tầng lớp nhân dân trong cả nước. Trong cuộc đấu tranh gian khổ trường kỳ, giai cấp công nhân Việt Nam luôn luôn xứng đáng làm đội tiền phong của dân tộc. Thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Trường Chinh đến tận đầu máy xe lửa Hà Nội cảm ơn những người công nhân đã đấu tranh bí mật gian khổ với quân chiếm đóng. Và đây là phần quà của sức lao động được giải phóng. Đoàn tàu lướt băng băng trên tuyến đường sắt vừa được khôi phục. Chúc các bạn Việt Nam, những người dũng cảm trong chiến đấu, cần cù trong lao động, lên đường may mắn. Mây đen chưa tan hết trên bầu trời cả nước. Nhưng không có sức mạnh nào trên thế gian này có thể khuất phục được nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh chính nghĩa vì sự nghiệp thống nhất đất nước, vì độc lập, dân tộc, dân chủ và một nền hòa bình bền vững.